Dạ vâng, kính chào quý bà con. Thì ngày hôm nay em lại lên cho bà con thêm bên em mới về thêm máy mẫu Innova màu trắng nha. Đấy, đời 2018 nha quý bà con. 2018 thì bên em hiện tại trong cửa hàng có tới 4 con màu trắng luôn quý anh chị. Đấy, quý anh chị mà đang có cái nhu cầu mà mua xe và chạy dịch vụ trong cái mùa hè đón đưa thêm hoặc đi gia đình thì hãy nhanh tay đến với cửa hàng của chúng em. Hiện tại là cửa hàng đầy đủ các màu luôn, trắng nè, đồng ánh kim bạc, rồi xanh cây banh sai, nói chung màu trắng đang nhiều, đang tới 4-5 chiếc, bà con tới lựa thoải mái. Thì Innova 2018 thì nó cũng trang bị trên mình là hệ thống cân bằng điện tử nè, rồi tiết kiệm nhiên liệu, power, tăng tốc. Thì bên em chào bán cái giá cất cực kỳ yêu thương, rồi và bên em có chính sách hỗ trợ ngân hàng cho quý anh chị. Ví dụ anh chị có trong tay tầm 230 triệu là bên em sẽ liên kết ngân hàng hỗ trợ cho quý anh chị. Hoặc là anh chị mà đang có trong tay tầm 350, 370, 380 mà còn thiếu 70, 80 nữa mà không muốn vay ngân hàng thì bên em cũng sẽ cho quý anh chị góp từ đâu với cửa hàng, không lấy lời không lấy lãi trong một thời gian ngắn nha. Rồi quý anh chị tranh thủ có thì trả cho em để em cho người sau còn thiếu nha quý anh chị nha, không lấy lời không lấy lãi, tránh là mất thời gian quý anh chị đi về chi tiết luôn. 2018 biển Bình Dương 21675 61K. Đấy, có hiện tại trong ngõ thì có một cặp kia luôn. Đấy, bên cửa hàng rất là nhiều, ngày nào cũng về. Đấy, xe đăng xe bên em bán là cam kết quý anh chị là không phải nguội nha. Bằng cách nào thì bằng cách là tôi đã đi đăng kiểm hết rồi. Đó, có nghĩa là quý anh chị yên tâm. Xe là dán full phim cách nhiệt từ trước tới đằng sau luôn. Đấy. Đấy. Chiếc này nguyên thủy của nó là mâm, nó là màu bạc nha, nhưng mà bên em đã sơn cách điệu lại màu đồng, màu nâu cho nó đẹp, chắc xe màu trắng mà phối với màu nâu, chứ không phải là màu đen đâu, màu nâu. Đấy, màu nâu của Mazda đó nhìn rất là đẹp nha quý anh chị nha. Dán thêm tem Sport Turbo nữa cho nó mạnh mẽ, tăng nãy lực lên nha quý anh chị nha. Đấy, xe dán full film cách nhiệt ốp chrome inox. Nói chung một chiếc xe quay sử dụng thì nó không thể là nó hoàn hảo được đâu quý anh chị à. Nói chi một con xe lăn bánh trên đường ra khỏi nhà máy thì mà em nói luôn nè, xe trong nhà máy quý anh chị đừng có nghĩ 100% là sơn zin nha quý anh chị, có biết không, người ta vận chuyển xe vẫn trầy trụa, vẫn tút tát là chuyện bình thường. Cho nên anh chị đừng có nói là xe rin sơn trong nhà máy ra 100%, không có nè, em khẳng định luôn. Đấy, cho nên xe quay sử dụng thì nó xước xát tút tát là phải có. Đó, quý anh chị chấp nhận điều đó, còn quý anh chị đi kiếm sơn zin 100% thì em khẳng định luôn trong nhà máy chưa chắc chiếc nào cũng sơn zin 100%. Chẳng lẽ quá trình vận chuyển từ nhà máy nó chuyển qua tàu qua bè rồi tới showroom nó không bị trầy trụa là quý anh chị đúng không? Đó, quý anh chị phải chuẩn bị cái tâm lý như thế. Đó, còn quý anh chị có hỏi là sơn zin không rồi được 90% không thì em khẳng định là không có thằng nào mà khẳng định được sơn zin mà nói là 90-95% gì hết, cầu 80% là quá ok rồi quý anh chị à. Đấy, bên em chỉ cam kết là không đâm ve, không ngập nước, không thủy kích, máy xấu zin. Bảo hành của anh chị là 18 tháng, bao thầy thợ chết tết thoải mái nha. Giá em để rẻ nhất thị trường luôn, chỉ có là 465 bớt 5 triệu mỗi xe, còn 460 triệu. Đó là tùy màu nha, chứ không phải là màu nào cũng giá đó nha quý anh chị nha. Có thể là một đồng ánh kim nó sẽ mắc hơn á. Đấy, em nói trên like luôn cho quý anh chị đỡ bỡ ngỡ. Xe khá là đẹp nè. Đó, cháu mình cái máy này mà. Nội thất của nó là màu kem nâu. Đó, bực giảm 7 màu, rất là đẹp luôn. Rộng rãi lắm nha bà con nha. Bà con coi gầm bệ của nó nè, tuyệt vời, không rỉ xét, không mục mọt gì hết. Đó, gầm bệ 7 màu. Đấy, em quay cận cảnh luôn cho bà con cái xe có thể mua được xe. Đấy, nói chung là xe mà ngày này qua đêm cũng về hết bà con. Xe mới, xe gì cũng có hết, đầy đủ hết nè. Đấy, máy móc nè, bà con coi đẹp không, tuyệt vời. Bảo hành cho bà con là 18 tháng máy zin, ốc vàng còn nguyên can, ốc kết nước này, dấu quy suy còn đầy đủ nè, kết nước riêng đây nha. Đây kết nước riêng nha bà con, chưa có dấu hiệu đâm ve hay là tháo mỡ gì hết. Còn bà con mà nói cái giá xe giá rẻ mà tầm phần mới 27 mà dưới 400 hay là 400 thì bà con xem lại người ta có dám bê cho tụi em không, có đâm đụng quay lại trả đủ tiền người ta dám không, chứ đâu có thằng ngu nào mà để đi buôn rồi mà đầu inox chứ này đầu đất đâu mà thị trường 27 người ta bán 400 B 440 mà mình đi bán 400, nó phải có vấn đề đó. Bà con bắt người ta cam kết cho tụi em gì đó, người ta dám không, đúng không? Chắc chắn với bà con một câu gì luôn, bên em cam kết zin 100%, không lỗi, máy số zin bao rút cho bà con. Đấy, 460 tiền rồi, tới xem xe là còn bớt còn thương lượng lọc lấy cho bà con. Đấy, xe bên em nè bà con coi nè, đầy đủ hết, không thiếu phơm gì, màu gì cũng có nè.
thấy chưa? Đấy, 20 đây cũng 2018 nè, bên nhà còn một chiếc nữa. Đây nữa nè, 17 nè. 16 phân mới nè, 18 đồng anh kim nè, 16 phân cũ nè, 16 phân cũ nè. Đấy, 285 nè, 339 nè. Đó, 2013 nè. 2012 nè. Đấy, full bãi luôn nha quý anh chị em nha.